Một đảng viên với sự nỗ lực của mình đã góp phần giúp trung đội luôn đoàn kết, vượt khó, hay những đảng viên là chiến sĩ mới, gương mẫu, chấp hành kỷ luật, giúp đồng đội hòa nhập nhanh với đơn vị. Những câu chuyện như vậy đã và đang được Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 395, Quân khu 3 phát huy hiệu quả để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Câu chuyện cho thấy, việc quan tâm bồi dưỡng đội ngũ đảng viên là hạ sĩ quan chiến sĩ là một trong những biện pháp quan trọng để mỗi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại đội công binh 17, trung đoàn 43 đang thực hiện đề mục huấn luyện bố trí mìn chống tăng. Khối lượng vật chất mang theo lên đến 30 kg và luôn phải bảo đảm bí mật. Mặc dù đã trải qua luyện tập rất nhiều lần, vất vả là vậy, nhưng không một chiến sĩ nào thoái thác nhiệm vụ. Bởi bên cạnh họ không chỉ là đội ngũ chỉ huy các cấp, mà còn có đồng chí Bùi Quang Đại, một đảng viên trẻ luôn nhiệt tình và tích cực động viên, hỗ trợ đồng đội. Là đảng viên, đồng chí Đại luôn đi đầu trong phong trào thi đua của tiểu đội. Trong khi bố trí thì đồng chí là người hoàn thành xuất sắc đầu tiên. Và khi đó thì anh em trong tiểu đội nhìn thấy, đó cũng là động lực để anh em cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sát cánh cùng đồng đội, đồng chí Bùi Quang Đại luôn nỗ lực để vượt lên, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Để huấn luyện giỏi, cần sự miệt mài, chuyên tâm và bản lĩnh chính trị cao để vượt qua khó khăn. Đảng viên trẻ Bùi Quang Đại đã luôn thuyết phục được đồng đội của mình, đồng hành vượt khó từ hành động thiết thực. Đặc biệt, nói luôn đi đôi với làm. Theo tôi, đảng viên là người đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài việc quán triệt, lắm bắt chính xác, an toàn, nội dung, nhiệm vụ, tôi còn phải hướng dẫn, định hướng cho đồng chí, đồng đội hiểu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Ở các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới của Sư đoàn 395, vai trò những đảng viên là hạ sĩ quan, chiến sĩ đã được phát huy hiệu quả. Cùng với sự gương mẫu đi đầu, những đảng viên chiến sĩ luôn gần gũi, chia sẻ, giúp chiến sĩ mới chấp hành tốt kỷ luật, hòa nhập môi trường đơn vị. Chiến sĩ là đảng viên mới nhập ngũ vào đơn vị đã phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm, thực sự gương mẫu trong lời nói, việc làm và trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thì cái số chiến sĩ là đảng viên mới luôn được cấp ủy, chi bộ, các đồng chí cán bộ chủ trì và chỉ huy trực tiếp là trung ủy trưởng, là cán bộ đại đội đảm nhiệm thì các đồng chí đã quan tâm và rất tạo điều kiện để cho các đồng chí chiến sĩ là đảng viên mới tiếp tục được phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân đội và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Những đảng viên chiến sĩ cùng ăn, cùng ở, cùng học tập công tác với đồng đội. Sự gần gũi ấy cũng đòi hỏi sự gương mẫu, nói đi đôi với làm để mỗi đảng viên chiến sĩ thực sự là cầu nối, là cánh tay của đảng đến với quần chúng để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện. Chiều nay, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Là sư đoàn chủ lực của Bộ Quốc phòng, thời gian qua, Sư đoàn 10 đã tiếp tục nâng cao sức cơ động trong huấn luyện, chiến đấu, huấn luyện đêm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong huấn luyện, nhất là trong diễn tập có bắn đạn thật, bắn các hỏa lực vũ khí mới được trang bị, lấy sẵn sàng chiến đấu là mục tiêu của công tác huấn luyện. Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, Sư đoàn 10 là đơn vị được Bộ Quốc phòng chọn để xây dựng theo hướng tinh gọn mạnh, đột phá về tổ chức biên chế theo mẫu biểu mới. Nên Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Sư đoàn 10 cần chủ động sáng tạo, triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, tạo bước đột phá mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng các tổ chức vững mạnh. Bên cạnh đó, Sư đoàn cần thường xuyên đổi mới trong công tác tổ chức hội thi hội thao để nâng cao trình độ năng lực của bộ đội, làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đảm bảo tốt bữa ăn cho người chiến sĩ để nâng cao sức khỏe cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu cơ động lực lượng nhanh nhất cho các nhiệm vụ, sẵn sàng chủ động ứng phó trước mọi tình huống.